Hello, chào tất cả các anh nhá. Uầy, số 3 vừa mới xuống đã mốc này. Anh em phải ra cứu nhá. Cái chín 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 này anh em ạ. Thế thế chịu rồi. Đây đây này này. Em nhìn thấy một thằng này. Đó, nó bắn đâu rồi à? May bắn này. Học thì dốt. Cho quả bom ra nhá. Cho quả bom ra. Mày cứu này. Để sang đi đang cứu. Thế đẩy luôn, đẩy luôn. Watch out. Chơi luôn. Xoắn gì bố còn thằng nào. Nghe 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 nè. À trước mặt, trước mặt, trước mặt. Phải 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 phải. Một em này. Một em này đồng đội thịt rồi. Ủa, trước mặt có người này. Kho kho trước mặt. Ok. Mark the location. Ngoài. Hình như em nghe ở ngoài bên trái. Đúng 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 đúng. Chuẩn 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 chuẩn. Đâu vứt lại đâu. Mày. Không biết là bắn tim nào. Nhưng mà bắn tim bên phải. Chơi mấy viên đạn 7 này. Này, sai. Một thằng đây này. Watch out. Đâu đâu. Trong công các anh ạ. Công luôn nhá. Đồng đội mình đang ném bom này. Trời luôn. À nó thò ra kia. Mày. Mày chết với tao rồi. À đồng đội. Ném bom hay quá nhờ. Ngạc luôn. Ơ bên trái có người nữa. Cho người bắt lên trên nhá. Nhưng mà từng chân đúng không các anh? Đúng rồi, đúng 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 đúng. Chuẩn chuẩn. Phải 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 phải. Mày. Bộ cỏ luôn các anh ạ. Chắc thằng này giàu đấy. Còn một thằng trên này này. À lên rồi. Mình bắn chết. Mark the location. Hình như con gái mà. Con gái thì bắn ghê đấy. Thì có hack rồi. Ui. Thì thường chị em phụ nữ thực sự luôn. Quá chân thanh niên. Mẹ. Đây chị em con gái bắn kinh khủng luôn. Ông này chắc đều biết gì. Thế đâu người ta tay to thì sao? Lên xe ngồi. Ố. Watch out. Chung cư bắn. Chung cư có người à? Được thế nhá. Bắn xe nhá. Nó bắn xe mình rồi. Ông kia táp xuống gì ghê thế. Ông ơi đem tớ vào đấy đi sao. À được luôn. Đúng cái sở thích của thằng em. Công thì công luôn. Được của nó. Nhờ. Ôi cái này nhắn chắc được đấy. Vẫn bắn à. Bọn này chúng ta bắn gắt đấy. Thằng em bắn cẩn thận nhớ. Cẩn thận cẩn thận. Không công gồng cả anh ạ. Quẩy bốt luôn. Ui ôi. Một đứa này đấy. Đấy. Xảy gắt phết các anh ạ. Ui ốp. Em đớp đòn nước đã. Đẩy lên nhớ. Em buồn rồi nè. Chắc khả năng phải tầm 3-4 thằng. Em nghe cũng khá nhiều tiếng súng. Ui 300 rồi. Hình như còn tiếng chân ở trên nóc hay sao á. Đúng không nhỉ? Để em check check xem. Đúng 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 đúng. Chuẩn 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 chuẩn. Chuẩn bài chuẩn bài. Trên mái nhà cái có nhá. Đúng 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 đúng. Kìa rồi. Nó thò cái súng kìa. Cho quả bom nhá. Mày. Đi chết đi. Chết đâu. Ui dồi ôi. Nó cũng ném bom mình đấy. Nhưng mà bom của thằng em chất hơn. Ăn chết luôn đấy. Hay hay hay. Đồng đội mình ném luôn quả bom lên đấy. Thế là nó chết luôn. Không có tim nữa. Hai tim, hai tim. Cắn nhau rồi, cắn nhau rồi. Đẩy luôn, đẩy luôn. Người thứ ba luôn luôn là người có lợi. Chơi nhớ. Người thứ ba luôn luôn là người có lợi. Chơi nhớ. Nghe nghe xem nào. Cắn đây, cắn đây. Nhà gái trước mặt em này. Cho quả bom lên chất nhé. Cho chúng nó kiểu ù tai ấy. Ù tai là chúng nó kiểu không nghe thấy mình công. Tầng 3, tầng 3. Chắc tầng 3 thôi. Nhiều tầng chân đấy. Tầng 1 đấy. Đứt anh ấy. Hình như tầng 3. Cái tầng dưới cái tầng thượng ấy. Tầng 3 này. Có thằng ném lửa. Có thằng ném lửa. Bên trái trái trái. Trời luôn rồi. Này này. Này này. Học thì tốt. Uầy. Người máy thế. Mày em vừa kịp chạy vào. Ôi thì tính được còn lại là chết đấy. Thì vẫn còn. Ok chứ. Trên 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 trên. Trên tầng thượng. Tầng cao nhất đấy. Trên tầng thượng. À đồng đội mình nóc rồi. Để em bơm bảo nó nhá. Nạp nón nước đã. Chú anh chị ơi. Trên tầng thượng. Em nghe thấy một tiếng chân. Nghe nghe xem đã. Cái trên đầu mình. Chắc chỗ đoạn cửa sổ ấy. Nên luôn à. Mày. Học thì dốt. Ơ đồng đội mình lên kìa. Chơi luôn. Chơi 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 chơi. Mày. Hay quá nhờ. Mày.
vào lóc của đồng. Bơm máu ra nhá. Em hết sạch máu. Bọn này chắc tha tha hồ rào. Cứu tao, cứu tao, tao. Cứu đi, cứu đi, cứu đi. Mẹ ông này, tao đi mẹ mày. Tôi đâu dành 9% nghi vấn của ông ấy. Nghi vấn gì bạn ơi? Thế này chết thằng em. 90% nghi vấn thế này. Ông thanh niên này này ăn quả quả ốp vào đầu. Cứu nhá. Cứu cứu ông này đã. Rồi em nên chơi thằng ốp. Chắc thằng cuối cùng của cái team vừa rồi trên chung cư ấy. Nên chơi nó nhá. Gạt đấy. Ốp em phải bắn cẩn thận nhá. Bắn đáp nhà thôi. Không biết là team mới là thằng cuối cùng. Để check đã. I need attachments. Chắc là thằng cuối cùng. Không phải team mới. Bắn nhấp nhả rồi. Ốp là mình phải bắn nhấp nhả. Không dám kiểu bắn lâu lâu ấy. Lâu lâu ăn đầu. Chắc chắc nhá. Nhưng mà team mới hay là một thằng. Mà ngó thì thấy mỗi một thằng. Ủa chúng nhiều lắm đấy. Không biết là mấy thằng. Chưa thấy nhá. Nào đâu, đâu mà. Nào đâu mà. Ôi đồng đội công kìa. Đấy xe công kìa. Được đi nhở. Chơi luôn. Vãi lộn. Hợp ý thằng em vãi. Đây rồi. Ôi lấy xe chạy nhá. Đi qua xe cho chất nhá. Wow. Lamborghini. Ôi thằng này có 2 thằng à. Đấy chắc, đấy chắc. Không không 1 thằng. Chạy chạy chạy. Chạy rồi. À bị đâm vào gạch kìa. Mày chết với ông rồi. Này. Học thì tốt. Bắn trộm. Như thằng em luôn. Ok, xe kìa, xe kìa. Đâu? Em check xem nào. Bắn nhau chắc thẻ tìm rồi này. Chạy rồi, nó chạy rồi. Em đẩy xe nhé. Đẩy xe kiếm chỗ đẹp đẹp. Kiếm chỗ đẹp đẹp để xảy cho nó chắc. Bọn này chắc dễ đẩy lên đầu. Chưa chưa. Thường thường là chúng nó hay lên cao ấy. Để đẩy lợi thế. Nên là thằng em bắn phải cẩn thận. Cái bếp này hợp đẹp nè. Hợp lý, đẹp. Có số 1 bắn ai kia nhỉ? À đây 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 đây. Mày knock nhá. Watch out. Vẫn còn hay sao ạ? Thằng này bị knock thôi. Gạt hay sao này? Em bị sao? Đấy mạng luôn chuẩn nóng đúng không? Đớp máu đã. Đừng đừng bắt đi cái gì vậy? Không biết là tìm ở đâu. Kệ nhé. Ủa? Rút đồ đã. Đi. Thằng này chắc sao này. Ốp biết các thứ cơ mà. Mà mạng nhiệt. Úi giời, cốp 6 đủ các thứ. Rực rỡ. Nhà. Cái đồng hết kìa. Còn đấy. Giàu đấy. Đúng đồ các bạn khá sướng. À, như đằng trước có người đúng không? Đang chạy chạy kìa. Đúng 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 đúng. Hai thằng. Mày. Chạy bo với chúng tôi. Kìa đấp nhanh đấy. Watch out. Không thằng em xảy cho to đầu. Ra đi bạn ơi. Làm tí nào. Ông gu. Đâu. Ôi bắn thấy bảo gu. Chết 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 chết. Hay quá cũng chết. Ôi, thằng em sấy hay thế mà lại bị dính. Bắn non gì vậy? Bắn xong rồi mới hiện kill ấy. Bắn hay thế mà các bạn lại bảo hay cua. Chán đời. Chỉ lừa gà thôi, lừa sao được tôi. Quá chán. Ui, lừa sao được tôi. Ui dồi ôi. Thành niên tinh thông đấy. Lừa sao được tôi. Được cái. Bắn hay này bảo hay. Quá chán thanh niên. Buồn thật sự. Team dưới đây này, để em cất cái xe đã, để đến cùng mấy ông này nhá. Xe gần cháy luôn rồi. Đá à? Không biết mấy thằng nhá. Bếp máu rồi ấy. À, đây, đúng. Ủa, đâu rồi? À, cái tay xe nổ. Em cứ tưởng là người chứ. Hòa mắt quá nhỉ. À đây đây. Sao kiểu bật cốp lên thì không thấy người. Nhưng mà kiểu không thấy cốp ấy. Thì lại thấy cái cục đen đen. Ờ ảo phết. Công nhá. Cho cả bom vào nhá. Mày này. Ông kia bắn MK hay quá. MK hay thế nhá. Bọn này chắc tháo hồ rào. Chắc cùng team với hai thằng trên đồi. Lúc nãy kiểu em cạt một thằng đấy. Giàu thế. Mày bắn nhau ở cái khu đồi này. Bắn từ đơn cuối luôn.
14 kill rồi ạ. Được thế nhỉ? Còn mỗi 2 thằng thôi anh trai ơi. Chờ đợi khả năng top 1 cao này. Nhưng mà mẹ bắn hay thế nào? Con này để ông kia nghi là hack. Hack quá 100%. 200 nó hết nổi rồi mày. Cái gì đấy? Bắn xong rồi thì bắn bên thứ hai nó nghi. À. Kiểu binh à. Ý hack mới sợ chứ. Ở đây, đây. Bắn với tôi xong là sao rút kinh nghiệm mà đấy, bắn ít. Thì boss nhiều là ăn ban đấy. Ui, ban kìa. Sợ thế nhờ. Ban hộ tôi cái ông ơi. Mẹ, học thì tốt. Bắn thì không bằng người ta đấy, bảo người ta hack. Chán đời thanh niên. Anh em nhớ cái tên thằng số 4 này nhá. Bắn không bằng người khác, lại bảo người khác hack. Chán đời. Anh ra nào mà hay theo dõi em thì biết. Em lúc nào đai chim chẳng sâu cả màn đúng không? Đai bảo em hack. Chán đời ông số 4 này. Đúng là giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh. Mà thông minh như em thì nó lại tìm cách tiêu diệt. Chơi game hay như em nó lại bảo hack. Quá chán ạ. Lần sau anh em mà gặp số 4 ấy, để xa xa ra nhớ. Trầu lắm. Quá trẻ trâu luôn. Em không ngờ Việt Nam lại có thằng trẻ trâu như thế. Nghe giọng cũng lớn rồi đấy. Top 1 rồi anh trai ạ. Để xem nó nói gì nào. Có gì bọt không? Chọc của lắm anh trai ạ. Xem nó vào mạng nhé. Có gì đấy? Chưa kìm qua vẫn. Bắt đầu này. Em dâm ba cái ác clone này thì mẹ chúng mày. Ui, quá chọc. Chọc nó một phiếu. Ui, nay còn được cả ông đồng đội nữa. Mẹ, toàn chọc.